Trúng mình rồi. Gục lên 85 m nè, gãy cánh em còn mới đụng vô nè, mệt chết luôn em. 85 m nè, thì mình đu thẳng dạy mình em nè. Hôm nay mình mất đi làm anh em, không có không đi làm clip cho anh em coi. Thì hôm nay công việc nhà xong hết rồi, mình đi làm clip cho anh em coi nha. Anh em coi, anh em ủng hộ mình nha. Con đầu tiên anh em. Trăm lẻ 7 m nè. Chúng mình nè. Bây giờ anh em 107 m, tiếp tục 108 m nè, chúng mình nè. Để giò luôn nè, còn siêu to luôn, té té heo chỗ nào lụm chắc chết nữa. Trăm lẻ 8 m nãy giờ nó lội quên chữ heo. Bây dung tay bay cái cây số luôn. Của anh em ơi. Bảy mươi lăm mét cái đầu không nè. Trời trời. Xíu nữa không? Nhiều lắm nè. Đậu bên vách lộ hơi lớn, có công an đổ đi anh em không dám vô anh em. Bên đó coi nhiều rồi, cặp bên lộ bên đậu lớn, công an đi hoài đâu dám đi bèm luôn em. Chắc hôm nay đói anh em ơi, bữa nay ngày 108 anh em, chiều gì 408 anh em ơi, còn 108 nữa anh em. Cũng anh em tại chỗ luôn anh em, để cho mình lụm đôi anh em coi nha. Bữa nay anh em được quýnh số 408 à, để mình tháo anh đi lụm cho anh em coi nha. Bay nữa anh em, bay nữa. Không hiểu luôn em, nằm chỗ mà lội ra còn bay nữa mới ghê chứ. Ủa ngày nay ngày gì anh em ơi, bay xuống tới hàm đằng dưới đó luôn, cũng công lội anh em ơi. Ủa anh em ơi, đội cho tới ngoài này, con này 1.3 nè, 1.3 xuống 1.3 luôn, suy nghĩ chi cho nhiều.
trúng anh em thấy không anh em? Này cái ngày gì anh em ơi? Bay lông luôn. Trúng nữa anh em. Té anh em ơi. Lượm mấy anh em. Anh em. Còn ngàn ký nha anh em. 94 mét nè. Lụm nữa anh em, hy vọng nó không bay giống con kia nữa anh em. Ngày nay đói nhiều lắm vụ bay nữa. Ngày hôm qua mình có đạn nhưng mà không có thời gian làm clip anh em. Do là công chuyện nhà, làm để nuôi gia đình đó nè. Nuôi gia đình trước vụ anh em đam mê sao nha. Còn anh em mới bự. Một dàn bự anh em. Nhìn nè. Chỗ trúng nè. Khó anh. Chiên hay sao anh em? Nãy đến chiều gì nè anh em? Rồi, anh em ơi, 95m anh em. Coi anh em xem thì nhớ like và đăng ký cho mình nha anh em. Anh em ơi, buổi sáng của mình anh em. Mày nằm im đó nghe, mày nhúng nhích mày chết mẹ mày đó. Được bay em anh em ơi. Thì mấy con kia bay rồi nó bay xa nó gớp. Thì để cho mấy dân đi ruộng lụm ăn anh em ơi. Chứ mình lội không nổi anh em. Có một anh vừa bắn vừa lụm chắc ngẫm của anh em cây củi mình anh em. Rồi anh em coi cho mình cái like cái đăng ký kênh nha anh em. Mày nằm im mày.